Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ, nguồn lợi tức lớn nhất cho ngành du lịch Việt Nam. Đông đảo công dân Hoa Kỳ tiếp tục du lịch sang Việt Nam. Vietnamnet cho biết, du khách Hoa Kỳ năm ngoái đã chi 100 triệu Mỹ Kim tại Việt Nam. Tiếp theo là du khách đến từ Nam Triều Tiên, chi khoảng 82 triệu 600 ngàn Mỹ Kim. Và đứng thứ ba là du khách Úc, chi 82 triệu 100 ngàn Mỹ Kim. Nhưng theo Newsers.com, không nên ngạc nhiên nếu Nga được xếp hạng trong số 3 nước có nhiều du khách và xài tiền nhiều nhất tại Việt Nam trong năm tới. Một phúc trình khác của Vietnamnet nói rằng số lượt khách đến từ Nga đã tăng mạnh, 170.000 lượt khách trong 7 tháng đầu năm, tăng 57% so với năm ngoái.